đến đây, bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? 4 ạ, bà đến từ đâu? Ở Bình Tân, Bình Tân. Dạ, bà là fan của Mỹ Tâm đúng không? Bà là fan của Mỹ Tâm đúng không? Bà đứng đây đi. Dạ. À, thôi chứ cho chị cái ghế. Dạ, cho cái ghế cho bà ngồi. Tại vì sao biết quý vị biết sao không? VIP. Hồi nãy là hôm nay thấy bà ngồi đó rồi, bà rất là trật tự, bà ngồi yên một chỗ. Mà sau đó cái các bạn xung quanh bạn đứng dậy, cái bà không thấy đường. Cái bà phải đứng lên luôn. Chó cơm. Bà đứng lên bà sợ bà bị ngạt thở. Đây đây đây. Dạ, mời xin mời cho bà ngồi. Đó, bà ngồi đó đi. Để cho cái không khí của chúng ta